Đây là bộ anime nói về những người không thể chết và có thể triệu hồi Hitman-chan hắc ám để đánh nhau. Ajin, nhân vật chính là Nagaikei, một nam sinh trung bình nhưng được cái chăm chỉ học giỏi, bạn bè yêu quý. Mỗi tội bị cô em gái ghét ra mặt, thậm chí trong mắt cô, Kay chỉ là một thằng rác rưởi. Nhưng cô sai rồi, Kay không phải là một thằng rác rưởi. Kay là thằng bị xe tông, kiểu siêu tông luôn ấy. Ai cũng nghĩ quả này là Kay tiêu rồi, nhưng Kay không tiêu. Khắp người cậu tỏa ra bụi đen kỳ lạ đi kèm với những tiếng rò rò. Và thế là cậu hồi sinh với không một vết xước khiến mọi người biến sắc. Vì ai cũng biết âm thanh rò rò và khả năng hồi sinh chính là của á nhân. Vậy á nhân là gì? Là những con người bỗng đột biến thành giống loài bất tử, cứ chết là lại hồi sinh như Kay vừa mới làm, và là đối tượng tuyệt vời cho tư bản làm những thí nghiệm vô nhân đạo. Một khứa bạn bảo Kay cứ thong thả bạn ơi, đâu rồi cũng có đó. Nhưng nhìn mặt nó là Kay biết nó sắp bán đứng cậu. Nghĩ đến cảnh mình sắp bị đem ra mổ xẻ, Kay sợ lắm, hét toáng lên. Tiếng hét của cậu khiến cho mọi người bị ảnh hưởng, đứng cứng đơ. Kay vội chạy trốn lên một ngọn núi, tính gọi điện để tìm người ra giúp đỡ. Nhưng trong danh bạ của cậu toàn đám bạn Kay khế, mà cậu thì chẳng tin được ai. Gọi về nhà thì lại càng không ổn, bởi kiểu gì cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa. Trong lúc túng quẫn, cậu nhớ đến Kaito, đứa bạn cậu từng bo si bo từ lâu. Tuy cũng khá lo sợ, nhưng Kaito sẽ là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Và Kay bấm nút gọi. Hên là khứa này không làm cho cậu thất vọng. Kaito nhanh chóng nắm tình hình và chuẩn bị giúp Kay đi trốn. Nhưng Kay đen lắm, đã ngồi gọn gàng khép nép cầu khấn đầu đủ mà vẫn bị phát hiện, xong rồi bị dí cho chạy muốn bung cả phổi. Kaito mà không đến kịp thì Kay có khi bị tóm rồi. Kaito chở cậu ra khỏi thành phố trước khi mọi ngả đường đều bị phong tỏa. Đúng lúc đó trong nội thành, mọi ngả đường đều có công an kiểm tra. Một cuộc vây bắt quy mô lớn đang được thực hiện. Đại diện cho ủy ban quản lý á nhân, Yu Tosaki cùng trợ lý được cử đến để hỗ trợ công tác truy bắt. Vì không thể dùng súng thường truy bắt những kẻ bất tử như thế này, nên Tosaki liền lệnh cho đại diện cảnh sát khu vực chuẩn bị sẵn lực lượng. Chỉ 2 tiếng sau, súng gây mê sẽ đến, sẵn sàng cho cuộc đi săn á nhân thứ 3 của Nhật Bản. Để kiếm tìm thêm manh mối, thông tin cụ thể về Nagaikei được phủ sóng khắp nơi. Giang hồ đồn ầm lên là ai giao nộp được cậu cho chính phủ thì sẽ được thưởng 100 triệu yên. Thông tin này liền va vào sự chú ý của hai tên bắt cóc đang tác nghiệp ở gần chỗ Kay. Chúng nhận ra cậu và liền dí xe đuổi theo. Nhân lúc cậu trai trẻ đang chốt bầu tâm sự bên đường, chúng lao đến đập cho cậu đần người ra. Thấy thằng bạn đi nhẹ lâu như đi nặng, Kaito đâm sinh nghi. Đến khi ngó gương chiếu hậu thì phát hiện ra có xe lạ, tức tốc chạy đến kiểm tra thì cậu thấy Kay đang bị hai thằng kia khống chế. Do đám này có hàng chơi nên Kaito không thể tiến vào giải cứu cho thằng bạn vì bị chống trả dữ quá. Tên côn đồ liền đè Kay xuống để mát xa cổ, Hickey hình bàn tay, tiện check xem cu này có thật là á nhân hay không. Khoảnh khắc cơ quan hô hấp ngừng hoạt động, những bụi đen từ người Kay bay ra hình thành một bóng đen kỳ dị, và nó cứ thế đứng nhìn. Tên côn đồ cứ tưởng đã massage nhầm người nên là cũng lo phết. Nhưng chỉ sau một vài phút, Kay đã được hồi sinh. Nhớ lại tiếng hét lúc trước, cậu lại hét lên, khiến cho hai thằng bắt cóc lẫn Kaito đứng đơ cả người ra. Kaito chắc do đứng xa nên là hết bất động nhanh hơn. Lập tức hai khứa kia lên xe chìm cút ngay cho lại. Sau khi thoát khỏi pause toàn thân, hai tên bắt cóc cũng lên xe dí tiếp. Nhưng khi định vượt đường tàu, cái bóng đen lúc nãy bất ngờ khống chế chúng, khiến cho xe dừng ngay trên đường ray, và con tàu đi qua mang chúng đi xa. Kay và Kaito tạm thời an toàn, nhưng họ vẫn phải tiếp tục trốn chạy. Xong họ lại còn bị một tên chạy mô tô tấn công và ngã xe lăn lông lốc. Nhưng bù lại sau khi đánh ngã tên đấy, họ lút luôn con xe xịn của hắn trước khi tìm đến một căn nhà hoang để trú ẩn qua đêm và bắt đầu nghĩ về hướng đi sắp tới. Đến đây thì Kay nhận ra là Prep có phòng luyện nói ảo xịn ra phết. Ở đây thì tôi gợi ý cho bạn một môi trường luyện tập speaking siêu xịn bằng có thể luyện với gia sư AI 9.0 bất cứ lúc nào. Đó là phòng luyện nói ảo của Prep. Nếu bạn là người hướng nội ngại giao tiếp với người lạ thì đây là một công cụ tuyệt vời để không sợ bị đánh giá lúc mình đang nói. Có đánh giá nhưng mà sẽ đánh giá về mặt kỹ năng, về mặt điểm số và sẽ không phải là kiểu cá nhân gì cả. Hoặc nếu đơn giản là bạn muốn nói chuyện mà lại không có đối tác thì đã có phòng luyện nói ảo với rất là nhiều chế độ đa dạng, từ luyện tập tới phòng thi này, giúp bạn rèn luyện tâm lý, tạo bản lĩnh và cái sự tự tin hơn khi đi thi thật. Một cái hay là cái chế độ phòng thi thì có giám khảo đọc đề thi này, có thời gian để chuẩn bị và có ghi chú như thật với 60 chủ đề đa dạng. Nói xong thì sẽ được trả kết quả sau khoảng tầm 1 phút này. Và cái phòng ảo này thì sẽ chấm điểm theo 3 tiêu chí là độ lưu loát, ngữ điệu và ngữ pháp. Độ chính xác thì tôi thấy là lên tới 80%, khá sát với lại cái trình độ của tôi. Ở đây thì không những là được chấm điểm nhé, mà còn được chỉ ra lỗi sai về từ vựng này, ngữ pháp này, phát âm này, và sẽ được gợi ý những cái từ vựng ban cao để nâng cấp chính cái bài nói của mình và vẫn giữ được cái idea ban đầu. Nghĩa là bạn vừa được luyện nói này, vừa học thêm được từ vựng mới. Và tôi thấy đây là hệ thống cũng sẽ ghi nhận những cái từ vựng hay mà tôi đã sử dụng. Nói chung tôi thấy là luyện với AI xong rồi được khích lệ theo cái kiểu này thì sẽ có động lực hơn và không bị nản. Và cả cái phần phát âm của tôi cũng được nhận xét này. Màu xanh là cái phần phát âm tốt này, các bạn nhìn này.
màu vàng là những từ phát âm gần chính xác, màu đỏ là phát âm sai, mà nếu phát âm sai thì hệ thống cũng sẽ chỉnh cho mình luôn. Ngoài ra thì cái phòng luyện nói ảo này cũng cung cấp những cái bài mẫu tham khảo này để tôi và các bạn có thể có câu trả lời hoàn thiện hơn, hay hơn. Nói chung là tôi nghĩ là không nên chỉ học mà nên cả thực hành như thế này nữa, cùng với công nghệ AI như thế này để tiến bộ hơn. Và nếu các bạn muốn thử cái trải nghiệm của tôi thì có thể dùng code review để được giảm 30% khi mà đăng ký 2 khóa học trở lên trên Prep, và được tặng kèm 60 ngày sử dụng phòng writing ảo và phòng speaking ảo. Cây nhận ra mình không thể cứ mãi bám chân Kaito được, thay vào đó, cậu sẽ đi tìm những á nhân vẫn sống ngoài kia. Họ sẽ là hy vọng giúp cậu tìm ra cách để thoát khỏi cảnh truy đuổi. Sự xuất hiện của cây thực sự đã thu hút sự chú ý của các á nhân khác, trong đó có tóc dài, một á nhân từng là đối tượng bị chính phủ nghiên cứu, và kẻ đã cứu hắn khỏi đó, mũ nồi. Một á nhân trung niên nhìn có vẻ khó đoán, họ đều muốn kéo cây về phía họ để chuẩn bị cho một kế hoạch. Mũ nồi đã lên kế hoạch bắt cóc em gái cậu trong bệnh viện. Trong khi đó tại bệnh viện, cô trợ lý của Tosaki, một nhân viên cấp cao của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, cũng đang có mặt tại phòng bệnh của cô bé để moi thêm thông tin về cây. Nhưng đang đắc nhân tâm các thứ thì trợ lý bị khoan một lỗ trên ngực và treo lơ lửng trên không. Hai người cảnh vệ bên cạnh cũng nhận cái kết tương tự. Cảnh tượng kinh hãi khiến cho em gái cây ngất lịm đi. Hung thủ chính là tóc dài. Hắn có thể điều khiển cái bóng đen kia, thứ mà hắn gọi là hắc hồn, và thường vô hình trong mắt người thường, để đột nhập và ám sát mọi người, bắt cóc em gái cây. Nhưng mà ôi thật bất ngờ, trợ lý cũng là á nhân và cô hồi sinh ngay. Và cô cũng triệu hồi hắc hồn của mình để đánh với hắc hồn kia. Họ đánh nhau rất căng cực. Tuy nhiên vì thân thể cả hai liên tục được phục hồi nên chả biết khi nào đánh thì mới xong. Giữa giao tranh, khi hắc hồn trợ lý quẹt trỏ vào đầu của hắc hồn tóc dài, Bluetooth kết nối giữa chủ và tớ bị nhiễu. Đoán ngay ra đó là điểm yếu của hắc hồn, trợ lý cho hắc hồn endgame bằng một cú thẳng mặt đối thủ. Tuy nhiên khi cô còn mải đánh nhau với tóc dài, mũ nồi đã bế cô bé đi từ bao giờ rồi. Kế hoạch của chúng đã thành công. Trong khi đó ở vị trí của cây, nhân lúc Kaito đang ngủ, cậu đã lén lấy điện thoại của đứa bạn để tiện cho việc liên lạc với các á nhân khác trên mạng và lặng lẽ ra đi một mình. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, trên màn hình hiển thị là em gái của cây, nhưng kẻ đầu dây bên kia lại là mũ nồi. Ông ta hẹn cây đến gặp mặt và sẽ cho cậu biết sự thật về tất cả những thứ mà cậu đang thắc mắc. Trên con xe thó được, cây thầm nhận định rằng chắc chắn có hai loại á nhân, một nhóm muốn định cư trong yên bình, nhóm còn lại đang ra sức chống trả áp bức. Nếu nhóm chống trả làm tổn thương đến những người vô tội, cậu sẽ thay trời hành đạo. Trong khi đó, Tosaki và trợ lý đã xác định được vị trí của em gái cây thông qua việc dò la nơi có cuộc gọi gần nhất. Tosaki lập tức yêu cầu cảnh sát sắp xếp lực lượng lên đường ngay lập tức đến nơi có tín hiệu, trở lại cuộc gặp gỡ của các á nhân. Sau khi chứng minh thân phận của mình, mũ nồi đi thẳng vào vấn đề chính về việc sẽ hỗ trợ cho cây. Tuy nhiên trước khi đi đến thỏa thuận, cây muốn ông ta trả lời 3 câu hỏi. Một là về em gái cậu thì hắn đã thả cô bé đi trước đó rồi. Thậm chí mũ nồi còn quỳ gối xin lỗi về hành vi thất lễ của mình. Câu thứ hai liên quan đến cách sống của mũ nồi để né sự chú ý của phía bên ngoài. Nếu cậu muốn biết thì ông ta cũng chẳng ngại trả lời. Mũ nồi và tóc dài đang hướng đến một cuộc sống bình an, yên bình, không va chạm với người thường. Và mục tiêu đó trùng hợp lại đúng ý của cây. Đã thế mũ nồi còn bonus thêm khoản bảo hiểm. Nếu chẳng may cây bị lôi đi làm thí nghiệm thì hắn sẽ ra tay cứu cậu như đã từng với tóc dài. Kèo quá thơm nên cây có niềm tin về á nhân ở trước mặt. Nhưng câu thứ ba về hắc hồn thì chưa kịp nói. Họ đột ngột bị tấn công bởi súng bắn đạn gây mê. Vô tình một viên bắn trúng cây khiến cậu ngất lịm đi. Cuộc tấn công đều đã nằm trong tính toán của mũ nồi. Hắn muốn cải tạo lại tư tưởng cho cây. Khi cảnh sát cùng Tosaki đến nơi thì cả đám đã chim cút. Ngay sau đó một cuộc gọi đến số của Tosaki thông báo về việc đã tìm được cây ở gần gai Yamanashi. Đây chính là một nước đi khôn khéo của mũ nồi. Hắn muốn lợi dụng đám người muốn nghiên cứu á nhân để thức tỉnh sự căm hận con người của cây, từ đó hình thành khát khao trả thù trong cậu. Một âm mưu vừa không tốn sức lại dễ đạt được thành quả. Tóc dài có thể là một ví dụ đảm bảo uy tín cho cách này. Sau khi bị tóm, cây bị đưa đến một phòng thí nghiệm. Ở đây cậu được cuốn khăn khắp người, đồng thời bị tiến hành một loạt những thí nghiệm. Đúng hơn là tra tấn, từ cưa rồi đến đục đẽo các kiểu con đà điểu để kiểm tra nhịp tim, huyết áp, các thứ. Dưới sự quan sát trực tiếp của ủy ban quản lý á nhân, bao gồm Tosaki, cây phải chịu nỗi đau thấu tận da thịt theo đúng nghĩa bóng suốt nhiều ngày liền. Và những khoảnh khắc tột độ của sự đau đớn, nhiều lúc tâm trí của cây đã bị lay động, ý chí của cậu chuyển hướng sang căm ghét con người, tương tự như cái cách mà tóc dài từng trải qua. Thậm chí đã có lúc cậu cho hắc hồn ra tay với tên bác sĩ, nhưng khi nhớ về Kaito thì cậu lại thôi. Nhờ người bạn ấy mà cậu đã lấy lại được hy vọng sống của mình và giữ được nhân tính cho đến cùng. Sau khi hay tin phía Nhật Bản đã bắt được một á nhân, lập tức một giáo sư chuyên nghiên cứu về giống loài này từ Mỹ đã đến Nhật, thu hút rất nhiều sự chú ý của cánh phóng viên đến để hóng hớt. Cùng đêm hôm đấy, mũ nồi và tóc dài cũng lên kế hoạch vào phòng thí nghiệm hòng làm lễ tốt nghiệp cho cây, đồng thời đưa cậu vào team. Ngay khi vừa đột nhập xong, mũ nồi đã gửi một thông điệp trực tiếp tới Tosaki cùng đám đứng đầu. Hắn tuyên bố tối nay sẽ đánh dấu bước ngoặt triệt để cho tình hình á nhân trên toàn nước Nhật trước sự manh động của mũ nồi. Tosaki tăng cường lực lượng bảo vệ với trang bị súng gây mê. Bất kể mất bao nhiêu người thì chiến thắng vẫn sẽ thuộc về anh ta. Nhưng có điều, mũ nồi là một cựu quân nhân. Kỹ năng chơi đồ của hắn phải gọi là đỉnh của chóp rồi. Hơn nữa với cơ chế tái sinh của á nhân, cứ khi nào chúng đạn gây mê hắn lại tự out rồi in tài khoản.
Từ đó reset bản thân tránh việc mê man dẫn đến bị tóm. Nhờ thế mà mũ nổi hạ đẹp đám cảnh vệ một cách dễ như bỡn. Trong lúc những người liên quan còn đang hoang mang với hành tung của mũ nổi, thì gã nhà khoa học mẽo đã xuất hiện. Ông cũng vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần mang tên tóc dài. Nhà khoa học đã chia sẻ thêm về những in tư liên quan đến á nhân, trong đó có nguồn gốc của hắc hồn. Theo lời ông ta thì hắc hồn được cấu tạo từ một loại vật chất kỳ lạ, có tính trong suốt, mà bên biển gọi là vật chất đen tàng hình, IBM, người thường thì khó mà thấy được. Hên xui chỉ có người chân sắp lạnh hay đối tượng mà được hắc hồn nhắm đến thì mới có thể nhìn thấy. Điểm đặc biệt nữa là vật chất này có thể liên quan đến việc á nhân có thể hồi sinh, bất chấp nguyên nhân là do thiếu dưỡng chất hay là cái gì đi nữa. Trong khi đó, mũ nổi đã đến được chỗ của cây. Sau khi thức tỉnh cậu bằng một nhập, hắn muốn check xem nhân tính của chàng trai trẻ này có còn hay không, thì nhận được đống nước mắt cùng lời xin lỗi đã làm phiền. Thế là quá rõ rồi, kế hoạch cho cu này coi như toang. Tuy nhiên trong mắt mũ nổi có một cái gì đó lấn cấn về cây. Trong lần đầu nói chuyện với cu nhóc này, mũ nổi thấy được vẻ ngoài nghĩ cho em gái, nhưng vẫn có cái gì đó rất giả chân. Điều này không xuất phát từ việc nó mới thành á nhân. Vậy nên mũ nổi quyết định cứu cây để tiện quan sát thêm. Trên đường di chuyển đột nhập vào một căn phòng, họ bắt gặp ba bác sĩ đã trực tiếp làm thí nghiệm lên cây. Sau khi chứng kiến mũ nổi sát hại một người và đang tiến tới mạng tiếp theo, cây liền lao đến cầm chặt khẩu súng lại. Bởi cậu nghĩ người kia không hề có trang bị vũ khí nên cũng chẳng có hại gì mấy. Bất chấp như vậy, mũ nổi vẫn quyết tâm lấy mạng đám bác sĩ bằng được. Chưa kịp bóp cò thì bất ngờ mũ nổi bị cây sấy liên tiếp vài viên vào người. Hành vi này đã chạm đến cơn tức giận của hắn. Mũ nổi thề sau khi hồi sinh sẽ giết cả cây lẫn hai tên bác sĩ. Ồ khoan, không phải á nhân thì bất tử hay sao? Đúng là như vậy, nhưng mũ nổi sẽ có cách của mình. Vì cơ chế reset mạng sống của á nhân sẽ sử dụng phần lớn nhất của cơ thể để phục hồi các mảnh nhỏ khác và tái sinh. Vậy nên nếu thó được đầu của cây rồi để cơ thể tạo ra thủ mới, nhiều khả năng cây mới sẽ được hình thành. Điều đấy thì khác gì cậu đã về miền cực nhọc đâu. Trước tình hình đó, cây đưa ra một offer rằng cậu sẽ là chim mồi dẫn dụ hai tên bác sĩ chạy ra, còn họ sẽ phải giúp cậu ra ngoài an toàn. Dù có đứa thượng đẳng chê lên chê xuống rồi phản đối các thứ, nhưng đang bị tử thần dí nên cũng đành chấp nhận. Tâm trạng cũng hơi rén sau lời của mũ nổi, nhưng tầm này thì hết đường lui rồi, buộc cây phải phản kháng thôi. Sau khi dẫn dụ mũ nổi đến vị trí, cây lao xuống nhắm vào vùng cổ của hắn để phang. Nhưng kinh nghiệm của gã này thuộc cấp lão, hắn liền cho cây nhận kết đắng rồi hướng mũ nổi súng tới hai tên bác sĩ kia. Ông bà phù hộ nên chúng né được mà thoát thân. Bác sĩ đồng ý hợp tác đã lấy bút vẽ và đánh dấu đường đi ra cho cây. Trở lại với tình hình đại chiến già trẻ, cây tưởng như đã có thủ mới. Mũ nổi đang vung dao đến thì nó khựng lại. Những vật chất đen bay từ lưa ra rồi tích lại hình thành nên hắc hồn. Với sức mạnh của mình, nó dễ dàng cầm chân mũ nổi, tạo điều kiện cho cây thoát ra ngoài, lần theo vết bút trên tường để thoát thân. Mũ nổi sau khi hồi sinh cũng mò theo và giết được tên bác sĩ thượng đẳng bằng hắc hồn. Tất cả giáp mặt nhau trên tầng thượng. Một viên đạn của mũ nổi đã găm trúng vào bác sĩ kia. Tưởng như anh ta đã ngỏm nhưng không, vẫn thoi thóp. Lương tâm không cho phép cây bỏ rơi lại anh ta, nên thay vì bỏ đi ngay thì cậu quyết định quay lại lê anh ta cùng đi. Cậu vô tình thêm lần nữa triệu hồi hắc hồn. Mũ nổi cũng đưa con hàng của mình lên combat. Hai con cứ thế lao vào nhau tẩn lia lịa. Tận dụng thời gian này, cây đưa anh bác sĩ đến sát rìa rồi quẳng anh ta xuống bụi rậm bên dưới. Hên thì sống, không thì chịu. Trước khi bay tự do, bác sĩ đã chỉ lối thoát cho cây nhờ con đập đưa nước ra biển. Đó là cách duy nhất giúp cậu thoát thân với sức mạnh của á nhân. Cuộc chiến giữa hai hắc hồn dần ngã ngũ. Dù thế trận có phần nhỉnh hơn phía mũ nổi, nhưng kết quả cuối cùng là hòa khi cả hai va đầu vào nhau và cùng biến mất. Chứng kiến những gì đang diễn ra trên tầng thượng, các nhà khoa học mẽo định tiết lộ thêm gì đó về điểm yếu của hắc hồn nhưng lập tức bị ngăn lại. Có vẻ như đây là bí mật mà Mỹ muốn che giấu. Với việc không còn có gì cản trở mũ nổi nữa, cây cần nhanh chóng chim cút ngay trước khi bị gã á nhân khống chế. Sau khi thả ông anh bác sĩ, cây nhanh chóng đến chỗ thoát thân. Dù bị trúng một dao của mũ nổi nhưng hên là cậu vẫn kịp nhảy xuống dưới. Sau khi chứng kiến á nhân biến mất, Tosaki nhận được một cuộc gọi từ cấp trên để bày tỏ nỗi thất vọng của họ về những biểu hiện của anh trong vụ này và đe dọa sẽ cho anh bay ghế bất cứ lúc nào. Người đứng sau Tosaki là bộ trưởng bộ y tế và một tay hắn đã làm ô dù cho Tosaki vào cơ quan quản lý á nhân và hứa sẽ cho anh ta rất nhiều tiền nếu ngoan. Nước đi này có mục đích biến Tosaki thành con tốt, đem những á nhân về cho các tập đoàn quân sự hay dược phẩm sử dụng nhằm thực hiện thí nghiệm để kiểm tra chất lượng hàng hóa. Trong lúc này thì Tosaki cũng rất cần tiền để chữa chạy cho vị hôn thê đang bất tỉnh. Nếu bay ghế vào lúc này thì chả khác gì chặn đường sống của anh và người yêu. Đang lúc đau đầu không biết đường nào mà nần, Tosaki phát hiện ra đường bút bác sĩ vẽ lúc trước. Lần theo dấu vết đó, anh tìm được căn phòng nơi mũ nổi sát hại tên bác sĩ lúc đầu, vớ luôn khẩu súng tên á nhân bỏ lại. Vận hên vẫn chưa bỏ rơi anh khi trên đường đi gặp ngay tên khoa học mẽo. Sau khi bắn hạ tên vệ sĩ, anh hạ sát luôn tên khoa học vì không cung cấp đủ thông tin. Cùng lúc xảy ra sự việc đó, mũ nổi đã tập kết với tóc dài. Hắn yêu cầu đồng đội thay đồ bệnh nhân vào và ngồi lên xe lăn rồi giả vờ ngủ là được. Đến cứu cây chỉ là một phần trong âm mưu lần này của mũ nổi. Phần còn lại là tạo ra một biến cố thu hút sự chú ý của dư luận. Hắn xuất hiện trước đông đảo cánh phóng viên, không ngần ngại thừa nhận mình là một á nhân. Đồng thời hắn còn phơi bày sự giả dối của chính phủ về vấn đề chủng tộc người của mình. Hơn nữa họ còn đang tiến hành những thí nghiệm dã man tàn bạo lên những á nhân nhằm kiếm lợi.
còn bằng chứng cho những hành động đó đã được hắn up lên mạng rồi. Vậy nên nhân cái tiện này, Mũ Nồi muốn kêu gọi một cuộc biểu tình nhằm ủng hộ Á Nhân. Thời gian cụ thể là vào 2 ngày tới tại cơ quan quản lý Á Nhân. Sau khi kết thúc màn kêu gọi, hắn cho kích hoạt những quả bom gắn trên tầng thượng, rồi chim cút nhanh như một cơn gió. Ngày biểu tình đã đến, mặc dù giới truyền thông đã vây sẵn trước cổng cơ quan quản lý Á Nhân, nhưng vẫn chẳng có ma nào đến, kể cả tên đầu sỏ Mũ Nồi cũng không. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, không ai xuất hiện, nhưng ở đó lại có cả đống những hắc hồn. Mũ Nồi đã khôn khéo mượn vụ của lão ta và kéo cây trốn khỏi viện nghiên cứu để củng cố lòng tin của các Á Nhân khác, để họ sẵn sàng đến góp sức thông qua hắc hồn của mình. Tóc Dài đã truyền tải nội dung triệu tập cho tất cả những kẻ có mặt. Trong bối cảnh bão truyền thông về Á Nhân đang bùng nổ, Tosaki càng thêm đau đầu. Để giải tỏa áp lực, anh ta dẫn trợ lý đến một nơi bí mật, mà là đến gặp một kẻ am hiểu về chủng loài Á Nhân, chính là gã khoa học Mẽo. Nhưng bị cái là sợ ngỏm nên cũng đành chấp nhận, nhằm khai thác thêm thông tin từ gã quái dị này. Tuy nhiên, nhà khoa học Mẽo nhất quyết không nói gì, trừ việc hắn muốn hút thứ thuốc lá của hắn. Trong cuộc họp của các Á Nhân diễn ra một ngày sau đó, tại căn cứ địa của Mũ Nồi, hắn đã chia sẻ cụ thể về kế hoạch của mình. Đơn giản thì là thảm sát quy mô lớn, âm mưu của lão ta có người ủng hộ có kẻ thì không, và dĩ nhiên đứa nào không nghe thì khó thoát. Mũ Nồi cho Tóc Dài mai phục sẵn để bắt giữ những kẻ chống đối, chỉ có duy nhất một thiếu niên tên Nakano Ku là chạy thoát. Dù đã giữ thân khỏi tổ đội Á Nhân man dợ, nhưng vừa về đến nhà thì Ku đã bị cảnh sát hỏi thăm. Số là hành động của cậu trong mấy ngày biểu tình đã khiến Tosaki chú ý và điều quân đến bắt về. Bị bao vây tứ phía đã thế lại còn bị trúng thuốc mê. Ku chỉ biết đánh liều sử dụng năng lực để thoát thân từ trên cao nhảy xuống. Cứ tưởng bài liều như thế là ổn, ai ngờ mạng chưa mất đã bị bồi cho một cú hôn mõ mô tô. Nhưng khi Tosaki sắp thu thành quả, thì xe cứu thương bất ngờ đến đưa Á Nhân trẻ tuổi đi. Hên cho cậu là trước đó đã va chạm với một người phụ nữ ngoài thang máy. Tình trạng tiết canh tùm lum các thứ khiến cô đâm lo mà gọi cứu thương. Nhờ thế mà cứu Ku khỏi tay của Tosaki. Sau một cú reset mạng sống, Ku nhớ lại một vệt đen mà chắc chắn đó là của một Á Nhân, và quyết định sẽ đến nơi đó nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Nó chính xác bắt nguồn từ Kay. Sau khi thoát khỏi viện nghiên cứu xuôi theo dòng nước, cậu đã mò lên một bãi đá. Trong cái rủi lại có cái may. Sau khi va chạm giao thông với một bà cụ, Kay được một bà lão nhận về nuôi. Bất chấp cái face ID của cậu đã được báo cáo đầy trên các phương tiện truyền thông, bà vẫn không hề từ chối. Kay giờ đã có danh phận là cháu trai của bà cụ già từ phố về. Hàng ngày nếu cậu không đi xem xét địa hình các hòn núi trong khu vực đó, thì cũng nghiên cứu về hắc hồn để tối đa công dụng của nó. Mỗi tội con của cậu cá tính quá, thích làm ngược ý chủ, đâm ra khó điều khiển, mệt phết. Trong khi đó, âm mưu của Mũ Nồi cũng đã bắt đầu. Trong tổ đội của hắn có một anh què nhưng được cái trình máy tính cao và am hiểu vũ khí, nên tạm gọi là IT đi, để đăng tải những video liên quan đến kế hoạch của chúng. Mở bát cho page này, AD mang đến cho cộng đồng mạng một video nơi Mũ Nồi chia sẻ về dự định tạo dựng một đất nước tốt hơn nhờ vũ lực, nơi mà các Á Nhân có một cuộc sống đích thực. Bước đầu tiên là một vụ khủng bố vào thứ tư lúc 15 giờ tại trụ sở công ty dược phẩm thường xuyên lấy Á Nhân thí nghiệm, kèm theo lời kêu gọi các Á Nhân gia nhập cùng mình, cùng với lời đe dọa những con người khác. Cùng lúc đó, Ku cũng đã mò đến chỗ trú của Kay và kể hết cho cậu ta nghe những gì mình từng trải. Tuy nhiên, Kay không muốn ai làm phiền đến cuộc sống yên bình của mình, nên đã đánh độc bạn, rồi nhốt Ku vào thùng xe tải, cung cấp đầy đủ từ đồ ăn thức uống đến sách báo các thứ cho cậu đỡ buồn. Hàng ngày Ku không tìm cách vượt ngục thì cũng rèn luyện thêm thể chất, chờ ngày thoát ra sẽ kéo thêm đồng minh ngăn chặn kế hoạch của Mũ Nồi trước âm mưu khủng bố như vậy của đám khủng bố. Tình hình bên trong ủy ban quản lý Á Nhân là vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Tosaki, khi hiện tại anh đang bị một thành viên của sếp lớn cử xuống theo dõi. Điều này làm Tosaki phải xúc tiến việc tra khảo tên khoa học Mẽo, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vị trí của mình. Lời nói chẳng mất tiền nói, nhưng mà nói không nghe thì phải cho ăn đập. Tuy bị giã tay liên tọ nhưng gã khoa học kia rất cứng. Hắn nhất quyết không chịu nói gì trừ việc yêu cầu được hút thuốc, nhưng phải là thuốc của mình thì mới được. Kể cả khi Tosaki đập nát bàn tay của gã cũng chẳng kiếm được gì thêm. Nhưng khoan, có mỗi lấy thuốc trong xe của hắn thôi mà nhỉ? Má nghĩ dễ đi tí có phải hơn không? Sau khi có thuốc, gã khoa học bắt đầu chia sẻ tiếp thông tin về hắc hồn. Chúng là bản thể khác của con người. Tuy nhiên, chúng sẽ bị tan rã ngay sau khi được tạo ra, nên việc duy trì hình dạng chỉ trong tầm 10 phút là kịch. Tối đa mỗi ngày chỉ triệu hồi được từ 1 đến 2 lần. Đặc biệt, chúng rất kỵ môi trường mưa, bởi khi đó sóng điều khiển giữa chủ thể và hắc hồn sẽ bị nhiễu, không duy trì được lâu. Sau khi xem qua một đoạn phim về vụ thảm sát của Á Nhân đầu tiên tại Nhật, gã khoa học đã đem đến một định nghĩa mới về năng lực của Á Nhân, Flux. Nó xuất hiện khi Á Nhân bị tổn thương tâm lý nặng nề, khiến người đó không thể kiểm soát được cảm xúc, từ đó sinh ra vô số hắc hồn. Tosaki đem những thông tin thu thập được về báo cáo với ban quản lý để lên kế hoạch chống lại tổ đội Mũ Nồi. Ở phía Á Nhân khủng bố cũng có những bước chuẩn bị khai màn cho cuộc chiến. Mũ Nồi cơ cấu thêm nhiều đồ chơi mới hơn nữa. Thêm vào đó, hắn cũng đẩy mạnh áp dụng công nghệ cho tổ đội thông qua kỹ năng máy tính và chế tạo bom mìn của IT. Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, giờ kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu. Mũ Nồi cho IT cùng hai tên Á Nhân khác đóng giả làm nhân viên vệ sinh để đột nhập vào một tòa nhà cao tầng gần nơi tấn công.
Nhờ việc trước đó đã hack vào máy tính của tòa nhà đó, IT đã tạo ra một lịch hẹn giả nhằm xâm nhập để không ai chú ý, để cài bom ở những nơi cốt yếu. Ngay bắt đầu khủng bố đã đến. Đúng như kế hoạch vạch ra, cảnh sát phong tỏa mọi lối ra vào, những vòi phun nước cũng được phun hết công suất tạo môi trường mưa nhằm ngăn chặn hắc hồn. Chuẩn bị kỹ càng là thế nhưng tất cả đều đã bị việt vị bởi kế hoạch của mũ nồi. Đến giờ hẹn, thay vì tấn công trực tiếp, ông ta cho tòa nhà đã được cài bom phát nổ, từ đó khiến nó ập xuống trụ sở công ty dược phẩm, một nước đi quá cao thâm của mũ nồi. Không dừng lại ở đó, ông ta còn trực tiếp đứng trên đỉnh tòa nhà đổ sập để tận hưởng thành quả, và cũng là để tự mình giải quyết những vấn đề với cảnh sát. Đối đầu với mũ nồi trong trận chiến này là lực lượng phòng vệ được đánh giá cao nhất Nhật Bản. Mọi diễn biến của cuộc tấn công đều được live trực tiếp, thu hút hàng triệu người theo dõi. Nhờ hiểu biết về năng lực của á nhân, đặc biệt là ngăn chặn hiện tượng flood xảy ra, Tosaki chủ trương thực hiện kế hoạch pressing mạng ở trên chiến trường. Sau khi lấy mạng đầu của mũ nồi, tổ đội liên tục xả đạn liên hoàn nhằm ngăn tên á nhân hồi sinh, rồi đưa xe đến đem hắn đi. Trong quá trình ấy, súng phải kề sát bên không để sơ hở cho mũ nồi kịp reset. Chiến thuật có vẻ hợp lý đã gần như đem lại chiến thắng về cho phía ủy ban, nhưng tất cả đều đã nằm trong tính toán của mũ nồi. Hai á nhân khác được setup sẵn sàng hỗ trợ phía xa, tuy cũng bị cản trở ít nhiều bởi đội bắn tỉa của quân đội, nhưng nhờ có hắc hồn tóc dài support dọn dẹp mà chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, tạo cho mũ nồi một khoảng thời gian không bị pressing để hồi mạng. Ngay lập tức, mũ nồi với khẩu shotgun đã một tay sấy toàn bộ đội đặc cảnh. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã xử đẹp đơn vị mạnh nhất Nhật Bản, thậm chí hiên ngang, ngạo nghễ bước khỏi chiến địa. Trong sự bàng hoàng của tất cả những người tham gia lẫn theo dõi cuộc chiến, đánh dấu chiến thắng đầu tay của đội á nhân khủng bố, chứng kiến mọi chuyện xảy ra tại Tokyo trên truyền hình. Nhưng Kay chỉ tỏ thái độ không ưa tới mũ nồi, chứ chẳng hứng thú gì về việc ngăn chặn hắn, bởi cậu đang tận hưởng cuộc sống bình yên cơ mà. Tuy nhiên nó cũng chẳng kéo dài được lâu. Sau thất bại trong cuộc chạm trán với mũ nồi, chính quyền càng đẩy mạnh việc truy lùng tung tích của các á nhân. Một người trong làng nơi Kay đang cư trú đã nhận ra và báo về cho cảnh sát địa phương. Thông tin này đã đến tai Tosaki. Đang cay thua mà nhận tin này thì không khác gì mưa rào giữa trời hạn. Ngay lập tức Tosaki gọi cho cảnh sát khu vực lập lực lượng tóm bằng được Kay. Trong lúc này Kay đang làm đồng cùng với bà, nhận ra hôm nay tình hình hơi lạ vì ngoài họ ra chẳng thấy ai đến cả. Cậu liền bảo bà về thì một viên đạn bắn hạ ngay tại chỗ. Cảnh sát ập đến áp sát, nhưng ngay lập tức Kay đã hồi sinh, bèn lấy bà làm con tin. Thằng cháu bất hiếu nhưng bà hoàn toàn vui lòng về việc này. Kay liền ra lệnh ngược cho hắc hồn phá cột điện chặn đường cảnh sát. Dù đã trốn được lên núi nhưng cậu vẫn bị cảnh sát dí. Hên là con hắc hồn kịp hiện ra làm mồi nhử, từ đó Kay tránh được một kiếp. Sau đợt truy bắt đầu tiên bất thành, Tosaki đến trực tiếp chỉ đạo toàn đội tập trung ở một khu vực để vây bắt. Nhưng Kay không phải một tên não tàn, cậu nghĩ ngay đến việc lợi dụng khu vì khứa này vẫn chưa bị chính phủ phát hiện. Kay sử dụng điện thoại của khu để phát tín hiệu cuộc gọi nhằm dụ lực lượng cảnh sát đến nơi khác, còn bản thân đến chỗ xe tải để thả khu ra. Cả hai nhanh chóng di chuyển ra biển để chim cút. Tuy nhiên đường đi đã bị cảnh sát bao vây. Tosaki đã đọc vị từ trước và cho mỗi thằng một viên đạn gây mê. Một hiện tượng độc lạ đã xảy ra, hắc hồn của Kay giờ nó lạ lắm, ngay cả khi cậu bất tỉnh nó vẫn xuất hiện tấn công Tosaki. Trước tình hình đó, trợ lý buộc phải triệu hồi hắc hồn để chống lại. Tuy nhiên ông thần Tosaki lần này lại báo ai lại dùng súng bắn á nhân. Thế là hai cu được reset mạng sống, vô hiệu hóa cả thuốc gây mê, rồi đồng loạt bỏ chạy. Thêm một bất ngờ nữa cho Tosaki, khi Kay có thể triệu hồi liên tục hắc hồn để cầm chân, khu với được khẩu súng bắn nổ xe cảnh sát. Nhờ thế mà hai đứa lẩn vào thành công. Cuộc vây bắt của Tosaki thêm lần nữa thất bại. Còn về phía hai thanh niên Khu và Kay, giờ đây không thể nào sống an nhàn thêm được nữa. Kay quyết định sẽ cùng Khu trở lại Tokyo một lần và mãi mãi để hạ gục tên mũ nồi cho bằng được. Trong khi đó, đội á nhân khủng bố đã có động thái mới. Chúng sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn 2 trong kế hoạch, mang tên Thanh Trừng. 15 lãnh đạo trực tiếp liên quan đến việc áp bức á nhân sẽ bị thanh lọc nếu chính phủ không tuân theo yêu cầu của chúng. Tiếp sau đó sẽ đến giai đoạn 3, khi ấy mũ nồi sẽ là lãnh đạo của đất nước này. Và trên đây là toàn bộ diễn biến của mùa 1. Các bạn mong chờ điều gì sẽ xảy ra trong mùa tiếp theo? Hãy comment ở phía bên dưới. The Reviewer sẽ trở lại trong recap mùa 2. Và tôi còn quá. Xin chào và hẹn gặp lại.